trình là chú xem quả cháu được lâu chưa? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Mẹ kết bộ loa này 2 năm trời, nghiên cứu 2 năm trời rồi hôm nay muộn. Xong trưa nay là mở cộng thêm một tí xúc tác quả sinh tố lúa mạch vào nữa thì bắt đầu là sáng ra là xuống đây là có ăn cá. Đấy là trưa uống rượu, trưa thì là nằm nghỉ trưa thì lướt top top. Thấy phiên live stream của bên anh. Thế là mẹ máu quá chốt luôn. Chiều đi luôn. Nơ xin chào các bác và anh em. Ekip Zika chúng em lại đang trên phương hành trình và cung đường lên Kim Nỗ Đông Anh Hà Nội để bàn giao cho chú Chỉnh bộ dàn loa karaoke với cặp loa full C12. Đồng hành cùng em ngày hôm nay thì có Mr. Thụy đang phải tập trung cao độ để lái xe vì cung đường nằm kéo dài này hơi tắc. Đấy. Cận những ngày lễ mùng 2/9 là cung đường nào thì thôi tắc. Phía sau thì có bạn Mr. Văn cameraman. Thùng sau xe thì chúng em đang chở sản phẩm như đôi loa súp đây mic đây phía trước em thì đường nằm kéo dài rất là tắc đấy đường đi về Đông Anh Vĩnh Phúc phía trước em có con Maybach S450 đi rất là rén chân quanh bên ngoài làn ngoài thì toàn xe công to anh em mà đi tuyến đường này biết khi nào mà thời điểm nào mà cao điểm tắc đường đó rất là kinh khủng nó lẫn cả xe công vào nữa. Rồi, chúng em sẽ cố gắng để đến nhà chú Chỉnh sớm nhất có thể để bàn giao bộ dàn cho chú Chỉnh. Mời các anh em cùng đồng hành với Zika chúng em trong chuyến công tác này nhá. Rồi anh đi trước dẫn đường em. Anh chú ơi. Ép sát xong để đấy để gọn xe vào xong để bê đồ vào. Mua anh em một bát nhá. Em và bác đủ 2 bát đây rồi. Chúng em đang ở làng Thọ Đa. Kim Nỗ Đông Anh Hà Nội. Đây là ngõ vào nhà chú Chỉnh. Xe thì không lùi vào nên là phải để gọn xe ở đây. Xong xuống hàng, mỗi anh em một vác vào trong cho nhà chú Chỉnh. Vâng ạ. Xe cháu thì nó lại dài quá bác ạ. 4 chỗ thì lùi vào đây thoải mái. Cháu lại toàn anh em mới lấy bằng xong. Thôi. Mẹ cái ngõ cái con bay ớt vào còn chết dở kìa. Bay ớt to nào ngang hơn con này. Nha sao được. Con này to rồi. Nào. Đây. Thế này có phải nhà đâu nhỉ? Đỡ phải lái nhiều. Chú này sang chơi. Ông Chỉnh mua bộ loa. Nhưng mà lại để nha anh. Loa gì vậy? Loa karaoke anh ạ. À. Mua. Thế mai. Mai lại đi mua một tuyến. Chào ông bà. Chào các bác. Làm nó lắp cho ngon lành như nào. À vâng, bác cứ yên tâm. Cháu lắp thì chỉ có ngon lành luôn. Ờ à, kịch ạ. Kịch thì nó tầm độ hơn 100. Ôi cá đẹp thế này. Làm chén nước ấy. Ôi cứ nước nồi nữa không đi đâu vội. Đi đâu mà vội. Uống nước ngắm cá. Đi đâu mà vội. Uống nước anh ấy. Media truyền thông. Đẹp quá nhỉ. Anh ấy uống nước anh. Loa hay quá hát lại cá lại nhảy ra. Ờ. Đây có con đen đen giống con chấm thôi. Chấm mà. Em nuôi con đi từ nhỏ. Nuôi từ nhỏ. Con ấy chấm rồi. 3 con nữa này. Con chấm rồi. Quay con cá để nuôi có quay cá. Một con to. Một con chấm to với 2 con 3 con nhỏ. 3 con nhỏ.
con đấy vừa vừa mới thẻ đấy, nó bé tí. Đúng rồi, bé tí. Thế mà nó không đánh nhau nhỉ? Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, ăn. Ấy nó búng pop. Ngắm cá này lại chả muốn vào lắp loa nữa đâu. Cháu cũng thích cá mà. Cá nhiều đi gì Thanh Hóa nhỉ? Nước ai thôi. Gì Thanh Hóa nhỉ? Thì cẩm bái à? Cẩm thủy. Ờ. Đấy là suối cá thần. Cá thần, cá thiêng thì chả biết cá thần, cá thiêng cũng đều cá ở từ này. Cá to. Cá từ này ấy. Nhưng mà đẹp. Cá đấy thì nhiều lắm. Nó giống cá chằm. Vây là hơi đỏ. Hơi đỏ. Các anh vây hoặc là các anh vỉ ở ngoài. Đi. À, uống nước xong để vào để thi công cho nó quay là để trong này luôn. À đây, mời các bạn vào tham quan phòng khách anh Vinh. Thế đây vị trí để là đẹp quá rồi. Hai loa để sang hai bên này. Kệ dưới này là à đây có lỗ rồi. Có lỗ hết rồi. Thế anh Vinh ơi, anh phải dọn chỗ này cho em này. Okay. Cho nhà anh Vinh thì ở ngoài cũng đã rất nhiều khán giả rồi, anh em. Các ba các chú đang ở ngoài là vừa uống trà vừa ngắm cá. Đợi anh em Zika chúng em lắp đặt xong là vào là lên nhạc thôi. Đây bé gái đáng yêu thế, vừa ngủ dậy à. Hay là đi học về. Ngắm bao nhiêu? Em xem 98 anh ạ. 98 à? Vâng. 98 thì em 88. Vâng. Hai anh em mình bằng cái số 8. Bằng số 8 lần sau. Đúng rồi, bộ dàn karaoke phải có cục trầm thì hát thì bắt nhịp mới tốt. Thế cháu có thể đẹp chưa? Cháu có rồi ạ. Bố nó về rồi, mừng về rồi. Em đẹp có thể đẹp rồi. Tầm tám. Lại lấy bộ BMA ấy. Xem TV này chưa ra cửa. Lại mua TV mới. Mới thì tiêm vô tuyến gọi nhé. Tăng cơ 2 tiếng lại có TV mới ra rồi. Cháu thấy nhà mình có cái loa kéo ấy, chắc là cũng hay văn nghệ hát hò. À. Đó, chứ này. Ai cũng là ca sĩ nên là yên tâm. Vâng. Có cái niềm anh ơi, yêu âm nhạc anh là tốt. Anh cứ cho hẳn TV đây lắp cho dễ. Xong rồi tí lắp vào đưa vào sau. Ra sân à? Nhấc hẳn ra ngoài này. Được không anh? Đấy, đưa hẳn ra ngoài này, ghế kia lắp vào dễ. Nhỡ tay đánh rơi cái cũng không sợ. Không sợ bị bắt đèn đâu bởi vì là có chương trình là mua TV rồi. Đấy. Chương trình mua TV rồi thì nhỡ tay đánh rơi cũng không sợ. Không, quê gia đình theo hả? Của chú là đồ đồ rời. Đồ rời ấy. Như đây của cháu đây là như bộ này là nó liền vào nhau. Liền thì nó sẽ dễ sử dụng hơn. Công nghệ là như, cao như cấp. Như cái kia là van rời ấy. Không biết là rời ấy. Có là cái này. Được không anh? Đưa lại luôn cho bên này. Anh nắm tay em. Mây răng răng bay chỉ còn anh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yêu mình. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, bên núi che xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Yêu cây súng trong tay anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru cười. Và khi chúng ta xa nhau đất nhiều mùa vàng để thương anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, anh dắt em đi
nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ. Sao cho anh trai? Nối cái này cho nó cái nhạc. Nói cái này đây. Thế vậy con kia tắt vào Bluetooth đi. Nói cái này cho nó cây nhạc. Cho nó cây nhạc luôn. Cho nhạc nhẹ nó ra uống bia. Đúng rồi. Cho du du đi. Em nhé. Vâng, bàn giao cho chú với anh Bộn ra. Cảm ơn chú Trịnh. Cảm ơn em. Vâng, ok. Anh trai, chúc sức khỏe anh. Xóm rồi. Ơ, bác đâu nhỉ? Thực ra chú Trịnh là chú xem quả cháu được lâu chưa? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Mẹ kết bộ loa này 2 năm trời, nghiên cứu 2 năm trời rồi hôm nay muộn. Xong trưa nay là mở cộng thêm một tí xúc tác quả sinh tố lúa mạch vào nữa thì bắt đầu là sáng ra là xuống đây là có ăn cá. Đấy là chưa uống rượu, thì là trưa thì là nằm nghỉ trưa thì lướt top top. Thấy phiên live stream của bên anh. Thế là mẹ máu quá chuốt luôn. Chuốt luôn. Hôm nay bộ này. Đây em sạch. Đấy, ca sĩ giờ mới... Chú vào thì bấm chế độ 3 cho cô hát. Được, cứ từ chế độ này hát là nó được. Nhiều chép ấy. Vợ chồng cháu về đây. Đấy à? Vâng. Anh về nhá, anh về nhá. Ok các bác và anh em. Cũng là xong công việc thì đến... Bộ này là bộ C12. Vừa khéo là tối muộn rồi để chúng em được phục vụ các bác anh em. Các bác nào mà yêu mến cũng là thích hát karaoke nghe nhạc thì cứ mạnh dạn để lại số để thông tin chúng em tư vấn, và nếu như ở gần thì chắc chắn chúng em cũng sẽ đi lắp đặt được như thế này. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.